ngon tỏi này rồi ngon mày dạ. Các bạn xem Hoàng Vy nuôi một trần chở đi xe nha. Nó có giá trị á, đứng con đâu có giá trị. Hót mới được rồi. Để nghe ông kia nó hót rồi. Con này anh mới mua à? Mua được 1 tháng. Dạ. Con này hồi đó mua nhiêu tiền anh? 2,5 triệu. 2,5 triệu. Không, chơi liền. Dạ. Cứ nó quen rồi. Dạ, chạy một chén. Trước lấy con này về nó nhét lắm. Dạ. Nó bể đầu luôn. Rồi. Tôi đó nó bãi đầu luôn, cái tức quá cái mình thần nó luôn. Dạ. Đây cái lông đầu nó chưa hết nè. Ủa chứ hồi nó con bổi là nó là tơ hay là bạn già lớn anh? Con này chắc nó cũng còn tơ rồi. Tơ đúng không? À. Anh này là tới đấy rồi này. Ngon. Bỏ này rồi con. Mày dãy rồi. Dạ. Ngắm thần nó chứ coi gì chứ không? Ủa thầu Mỹ bà tôi trùng mày hổ. Cho chảy đi thảy anh hồi mà tôi cho là chia chim con là mình nhìn cái chân với lại cái mắt nó phân biệt rồi bỏ cái chỗ.